Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Trần Thị Diễm Châu của tác giả nhà văn Duyên Anh. Tác phẩm được sáng tác ngày 7 tháng 1 năm 1967 tại Gia Đình và phát hành tại Sài Gòn ngày 22 tháng 3 năm 1967. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Người ta sẽ vất vả vô cùng khi đi tìm đường lên thiên đàng, nhưng dễ dãi vô cùng nếu người ta muốn tìm đường xuống địa ngục. Xuống địa ngục có khi khỏi cần tìm đường, đã sẵn sứ giả của Diêm Vương mời mọc mình. Tôi không dám nghĩ Hồ Hải là sứ giả Diêm Vương, mà nghĩ rằng cuộc đời đã chơi cái trò đánh dấu đường lối của thằng Petit Pousset, và tôi đành theo những viên sỏi oan nghiệt bước chân vào vũ trường làm gái nhảy. Chẳng phải học cách dạng dày đâu, cứ sống đi, một ngày nào đó mình sẽ nhận ra bóng mây đen dạng dày phủ kín đời mình. Coi như là chỉ sang sông đắm đò. Nếu Huy có trách móc tôi sẽ nói với nó thế. Nó sẽ thương tôi thì tôi lại bảo: em ơi, em ở lại nhà, vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. Mẹ già một nắng hai sương, chị đi một bước trăm đường xót xa. Chưa bao giờ tôi thấy bài Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính hay thế. Hai câu: năm xưa đêm ấy giường này, nghiến răng nhắm mắt cau mày cực chưa. Thật đúng với tâm sự tôi đêm tôi bị cha dượng hãm hiếp êm ái. Đời tôi có lẽ vẫn đúng vào hai bài thơ Lỡ bước sang ngang và Mộng tan của thi sĩ Nguyễn Bính. Anh ơi, mộng đã tan rồi, mộng tan theo nước, nước trôi lạnh lùng. Nước trôi còn có khi ngừng, mộng tan tan cả cõi lòng em tan. Kể từ lỡ bước sang ngang, đi theo tiếng gọi trên đường ái ân, tưởng rằng mộng đó tan gần, ai dè mộng đó tan dần giấc mơ. Nào ai biết được mà ngờ, con người thế đó lại là Sở Khanh. Khi mộng ước đã tan, đã trôi theo dòng nước, mình bằng lòng trôi theo cùng với bèo rác. Tôi không phàn nàn, hối hận. Thái Anh đã nói đúng, làm gái nhảy là phải chấp nhận sự cợt nhã của khách, phải để khách em anh cấu véo sờ mó. Tôi đã cười thành tiếng khi những thằng công tử mặc bún ra sữa ôm chặt tôi trong những bản slow và thầm thì bên tai tôi: anh yêu em, anh yêu em, em có yêu anh không? Đấy là sinh hoạt ở vũ trường. Ở bên đỉnh núi trắng tẻ nhạt hơn, vì không có ly cốc chạm nhau, không có âm nhạc dậm dật, không có những nụ cười khả ố. Tôi ăn cơm sách, ngày hai bữa, người sách cơm đem gà men để trước cửa, lấy gà men bữa trước về. Cánh cửa hé mở, một cánh tay thò ra lôi cái gà men cơm thức ăn vào. Những buổi chiều mưa, nhìn những cánh tay thò ra kéo những cái gà men cơm vào, tôi chán nản cùng cực. Nhưng những người độc thân ở Binh Đinh đã sống như vậy đó. Phải nhìn cái gà men cơm để gần cửa phòng dầu dãi cả đêm, vì chủ phòng cao hứng đi chơi quên về, mới cực tả được sự lười biếng nham nhở của đời sống ở Binh Đinh. Thế mà tôi đang sống ở Binh Đinh. Chiều nay trời mưa to, Hồ Hải không đi chơi phố với kép. Nàng sang phòng tôi tán gẫu. Lần đầu tiên từ ngày quen nhau, Hồ Hải mới nói với tôi một câu đơ đỡ dạng dày: tự nhiên tao buồn quá mày à, tao nhớ nhung thèm khát một điều gì mà tao cũng không biết nữa. Hồ Hải ngồi gọn lõn trong chiếc ghế salon, mười ngón tay móng dài nhọn hoắt bôi sơn đỏ chói, trông nàng y hệt một con mèo cái vừa đẻ. Mười ngón tay đó chả biết đã bóp cổ bao nhiêu đàn ông con trai. Điếu thuốc con mèo ngậm giữa hai làn môi, đôi mắt trở nên hiền lành mơ mộng. Hồ Hải nhìn lên trần nhà, rồi bỗng nàng duỗi dài chân đặt thoải mái trên mặt bàn nhỏ. Nàng dập điếu thuốc, đưa hai tay xoa mắt. Tao già rồi mày nhỉ? Một tiếng sét nổ tung trên nền trời bên ngoài ư? Không,
tiếng sét nổ tung trong tâm hồn tôi. Đến hôm nào tôi sẽ vuốt mặt nói với người bạn: tao già rồi mày nhỉ, buồn chết người đi được. Cái câu than già của Hồ Hải, tôi an ủi nàng: mày còn trẻ mà. Không, tao già rồi. Bọn nhãi búng ra sữa không mết tao là tao biết tao già rồi. Giá biết mình chóng già, hồi còn trẻ tao làm loạn tung cuộc đời cho đã. Son phấn nhiều, thức đêm lắm, chóng già quá mày nhỉ. Thì mày làm ít đi. Đi làm thì chán, không đi làm thì nhớ. Bọn nhà văn chúng nó cứ ví chúng nó với gái nhảy và điếm là cái khỉ gì. Chắc chúng nó cũng có nỗi ra rời như tao. Thê thảm hơn. Sao mày biết? Vì tao đã làm vợ một thằng nhà văn. Nó viết lách mà nó bảo nó ngủ với điếm. Tiểu thuyết của nó xuất bản, nó bảo con hoang ngủ với điếm. Ôi giàu, bọn nó giả dối. Này, cháu Cun. Gì? Mày lộng lẫy thật. Bỏ đi mày. Không, mày đẹp quá. Tao là con trai chắc tao mê mệt mày. Tung hoành đi, để mai mốt già như tao chỉ còn khứa già mời mọc. Tung hoành cái gì? Cho tụi đàn ông con trai thanh toán nhau đi. Làm nữ chúa rằng ri oai hơn là gái nhảy. Tụi nó gây cho mình nhiều nỗi khốn khổ thì mình phải trả thù chứ. Để tao nghĩ đã. Tao cho mày hay, mỗi đêm mày mỏi già đi một chút đấy. Ráng nghĩ cho lẹ đi. Nghe đồn có thằng con út, thằng bộ trưởng L trong cái xí mày hả? Không phải, thằng Oắt, con ngài phó tổng thống, nó cứ đòi tao làm chị nó. Mày đòi làm mẹ nó đi. Mày lơn bố nó rồi cho bố nó rớt, để bố nó nổi giận xem sao. Hay là thằng Oắt sẽ ghen với bố nó, giết bố nó. Vậy là giông tố nổi âm âm, xã hội vui đáo để. Bọn nhà văn sẽ vô số đề tài viết tiểu thuyết. Hay đấy, hay lắm chứ. Rồi mày sai thằng Quắc xách súng phóng xe đi tống tiền, mua hộp xoan cho mày đeo. Mày lơn thằng khác, chúng nó giành giật mày, đâm chém nhau, ngoạn mục vô cùng. Tuyệt, tuyệt, tao phải thực hiện kế hoạch của mày mới được. Cho đỡ buồn mà. Nhưng tao muốn cho thằng già giám đốc sở X tan hoang cửa nhà đã. Nên lắm. Nó hứa tối nay tặng tao một cái nhẫn kim cương. Mày hứa gì với nó? Tao hứa sẽ ngủ với nó. Hồ Hải phá ra cười. Chất mơ mộng trong đôi mắt nàng tan biến, chỉ còn lại chất ranh mảnh. Hồ Hải rút điếu thuốc mới, mồi lửa. Coi chừng ăn axit. Tôi nói: khỏi lo. Tao đã có 4 đứa to xác như gorilla, tình nguyện làm vệ sĩ rồi. Mày khôn hơn chị Hồng. Để sống lâu trả thù cho chị Hồng chứ. À, tao sẽ sai thằng Oắt xách súng hỏi tội bọn thằng Trần Thức Thời, cả nó nữa. Thằng Oắt sẽ hả hê lắm, nó chỉ chờ mày sai nó thôi. Câu chuyện xoay quanh vấn đề trả thù đời. Hồ Hải say sưa nói, cơ hồ như một vị linh mục giảng kinh thánh cho con chiên nghe. Tôi đã ngập lặng trong nỗi say sưa của Hồ Hải. Cái triết lý sống, coi như chị đã sang sông đắm đò của Hồ Hải, hấp dẫn vô cùng. Tôi còn gì nữa mà phải gìn giữ. Chương 14. Một khi đã coi như sang sông đắm đò thì người ta có thể ngồi xổm lên dư luận. Không ai phân loại gái nhảy cả. Xã hội đã dành riêng chỗ ngồi cho gái nhảy. Chỗ ngồi đó ở ngay cạnh chỗ ngồi của gái điếm. Một gái nhảy hết thời có thể trở thành gái điếm. Hồ Hải thường nhắc nhở tôi thế. Nàng nói đúng. Cứ bò bò cái quan niệm con nhà lành, khi mình đã rách bươm thì chẳng bao giờ thực hiện nổi những điều làm thỏa mãn lòng tự ái của mình được. Tôi cố gắng quên tôi là Trần Thị Diễm Châu. Quên đi, và chỉ nên nhớ mình là Châu Quân, chở chất hàng ngàn nỗi đau đớn trong tâm hồn. Chỉ nên nhớ mình đang trải lòng, mình làm đường rầy cho những chuyến xe đời nghiến lên. Như vậy mình mới dám quyết liệt chống trả cuộc đời. Lão già đang mê mết tôi là một tay phú thương, tay áp phe nổi tiếng ở Sài Gòn Chợ Lớn. Từ ngày biết tôi, lão ăn cơm tháng ở tiệm Mỹ Lệ. Tên lão là Lê Văn. Chị Cai Gà mớm thầm lão rằng tôi là nữ sinh con nhà lành, chán gia đình bỏ đi làm gái nhảy. Dĩ nhiên chị ấy có thể nói thêm tôi còn trinh. Lão Lê Văn muốn bức tôi khỏi vũ trường. Lão muốn độc quyền tôi. Theo chị Cai Gà, lão muốn mua cho tôi một căn nhà và cưới tôi làm vợ bé. Câu chuyện thật giản dị và khôi hài.
Hồ Hải giục tôi giăng bẫy. Vui lắm, đời sẽ đỡ buồn biết mấy. Tôi mở cửa bẫy, lão già Lê Văn bước vào. Tôi cho lão ăn nhiều hứa hẹn. Chiều lão đánh xe tới Bình Đình núi Trắng rước tôi đi làm. Đêm lão chở tôi đi ăn mì, ăn cháo và rước tôi về. Bất kể mưa, tạnh, tối nào lão cũng có mặt ở vũ trường và chỉ rình những bản slow để ôm tôi du dương. Tôi cười thầm, giả đò ngây thơ rất khéo. Tôi làm tình làm tội lão 2 tuần lễ liền. Lão chỉ mới được hưởng những tiếng em anh ngọt xớt của tôi. Hồ Hải hối thúc tôi đốt giai đoạn. Lão già Lê Văn o bế tôi vất vả quá, đến nỗi nhiều lúc tôi bực mình. Lão không bằng lòng cho tôi đi nhảy. Lão tâm sự rằng lão ghen nặng. Con cá của tôi mắc lưới câu rồi, chỉ còn chờ cái phao chìm là tôi giật. Tôi ra điều kiện bỏ nghề đi nhảy, lão già chấp thuận. Lão đưa tôi đi xem một căn nhà và bảo nếu tôi ưng ý, lão mua ngay. Hồ Hải khuyên tôi mở một cái trương mục ở ngân hàng. Đứa nào chi tiền cũng nhận, nhưng bắt nó gửi vào trương mục của mình, để tránh ghen tuông kiện tụng rắc rối. Tôi theo lời khuyên của Hồ Hải, đề nghị lão già bỏ tiền vào trương mục của tôi thay vì mua nhà sắm đồ đạc. Lão già Lê Văn hả hê chiều tôi. Lần đầu tiên nhìn hắn móc tiền mặt bỏ vào trương mục của tôi thấy phục Hồ Hải quá. Hôm đó tôi đã để lão già Lê Văn ôm tôi, hôn tôi một cách say sưa. Tội nghiệp lão. Chiến thuật chiến lược đẻo tiền lão của tôi và Hồ Hải đi thật nhanh. Trương mục của tôi đã đủ tiền cho con tôi học suốt đời, nhưng dòng tố bắt đầu cuốn. Một đêm lão già Lê Văn vì ốm đau hay vì một lý do gì đó không đến đưa rước tôi. Tôi đã gặp một thằng oắt trong tiệm nhảy. Nó chơi khá hào hoa và bám chặt tôi. Nó là một thứ công tử. Đêm đó nó lạc loài tới Mỹ Lệ. Thường thường nó chơi ở Đại Nam, Arsenal là những chỗ sang trọng hơn đây. Nổi hứng, nó nhảy lên chỗ dàn nhạc, chụp lấy micro, tuyên bố nhảy nhót tưng bừng, uống say ngất đi, tôi bao đêm nay. Nó rút cuốn chi phiếu ghi số tiền phỏng định phải chi, ký tên và đưa chủ tiệm. Chủ tiệm biết rõ tên nó, hớn hở. Hồ Hải hỏi chủ tiệm và cho tôi hay thằng công tử hào hoa này là con trai lão già Lê Văn. Hồ Hải giục tôi gây giông tố đi. Con mồi mới của tôi vồ lấy tôi. Dễ dàng quá, tôi chỉ cần mở cửa bẫy. Khi dàn nhạc chơi bài tạm biệt, con mồi mới dìu tôi ra khỏi vũ trường. Nó dẫn tôi lại chỗ chiếc xe thể thao Mercedes, mở cửa nâng đỡ tôi bước lên. Nó phóng như bay về phía bờ sông, ngừng xe lại hỏi tôi: em cơm về chưa? Anh muốn đưa em đi đâu? Em không mắc hẹn với ai à? Với một thằng già, cho nó leo cây mấy hồi, vậy đi Vũng Tàu với anh nhé. Xa quá, phóng xe chừng tiếng đồng hồ chứ mấy. Để hôm khác. Hôm khác là hôm nào? Mai, mốt, tuần sau. Em đói không? Hơi hơi, mình đi ăn mì. Nó lái tôi tới Trung Nam. Trung Nam đóng cửa, bất đắc dĩ nó phải dẫn tôi vào chợ lớn. Ăn uống xong nó đưa tôi về Bình Định núi Trắng. Anh lên chơi một lát được không? Được, nhưng phải đề phòng. Đề phòng gì? Đề phòng thằng kép già nổi giận. Gói tiền lại ném dở mặt nó ra. Nó kêu thì nhét tiền kín miệng nó. Giọng điệu thằng này ngang tàn lắm. Nó trẻ hơn Huy, ria mép để lúng phúng trong mất dạy lạ lùng. Nó hút ống vố, mùi thuốc 79 thơm vô cùng. Chiếc tàu của nó hẳn phải là thứ đắt tiền. Nó lao xe vào sân Bình Định, thắng rét, rồi nhảy vội khỏi xe. Chạy sang mở cửa xe cho tôi. Nó ôm ngang lưng tôi, dìu tôi lên phòng. Em ở đây một mình à? Một mình. Có lạnh không? Lạnh lắm. Đêm nay anh ngủ đây với em nhé. Tôi không đáp câu tán tỉnh rẻ tiền của nó. Tôi đưa chìa khóa, nó mở cửa phòng. Tôi bật đèn, nó làm bộ ngạc nhiên. Cha cha, em ở sang quá. Tôi để nguyên bộ đồ đi làm, ngồi ở salon đối diện nó, nói chuyện. Nó gật gù. Em đẹp nhất Sài Gòn. Rồi nó rướn người búng tay. Anh phải tổ chức một cuộc thi hoa hậu vũ nữ mới được. Em sẽ là vũ nữ đẹp nhất Việt Nam. Nó mỉm môi giây lát. Không, em phải là người đẹp nhất Việt Nam. Đang buồn mà vớ được thằng dễ tính như thằng này, kể cũng vui. Tôi mặc kệ nó tân bốc. Tên em là gì em nhỉ? Châu Cun.
Sao lại Cun? Vì em hút thuốc Cun. Tên anh là Dũng. Anh mới tới Mỹ Lệ lần đầu, mới gặp em mà đã mết em rồi. À, xuất xứ của đời em ra sao? Có rượu, anh có uống không? Hãy uống rượu, hút thuốc và tán tỉnh nhau, có lẽ tốt hơn là hỏi xuất xứ của cuộc đời một gái nhảy. Lê Dũng hình như chịu tôi lắm. Giữa lúc đó Hồ Hải đi ăn đêm đã về. Nàng gõ cửa phòng tôi đẩy vào. Miệng Hồ Hải liếng láo: "À, có khách, xin lỗi, mình về đây." Tôi mỉm cười: "Người hùng của tiệm Mỹ Lệ đêm nay, anh Lê Dũng đấy mà." Hồ Hải bước gần Lê Dũng, chìa tay: "Hân hạnh quá, vậy mà suýt không nhận ra." Tôi bảo Hồ Hải: "Ngồi xuống đi." Nàng ngồi xuống ghế ngay. Tôi giới thiệu nàng với Lê Dũng, Hồ Hải đưa đẩy: "Người hùng phải gặp mỹ nhân. Anh Lê Dũng không lôi con trâu ra khỏi tay lão già, tôi chê anh đó." Con ngựa non Lê Dũng nổi máu tự ái: "Anh sẽ đấm nát mặt lão già nếu em cho phép." Chúng tôi cười vang. Lê Dũng hẹn mai tới tôi. Tôi bảo nó chỉ nên gặp tôi ở vũ trường. Nó đã quên cầu tán tỉnh. Đêm nay anh ngủ ở đây với em nhé. Trước khi đứng lên, nó nhìn cái giường của tôi, rút cuốn chi phiếu: "Em phải mua cái giường Hồng Kông nằm cho em." Nó nắn nót viết trên tấm chi phiếu rồi đặt giữa bàn, lấy cái đồ gạt tàn đè lên. Xong nó tạm biệt chúng tôi. Hồ Hải và chúng tôi tiễn nó ra cửa. Chờ tiếng máy xe hơi của nó rồ mạnh và lao khỏi sân Bình Đinh, chúng tôi mới đóng cửa bình luận bố con Lê Văn. Hồ Hải cầm tấm chi phiếu: "Cha chả, giường Hồng Kông đáng giá 50 ngàn. Nàng nhìn tôi: "Tao biết mày còn đắt giá hơn nữa, cho cua nạ." Hồ Hải nheo mắt ranh mảnh: "Thế nào, đã mất gì chưa?" Tôi đáp: "Vài chiếc hôn." Hồ Hải phá ra cười: "Bố con thằng Lê Văn, hôn trên miếng thịt trâu chết chứ đâu phải hôn mày." Tôi nhăn mặt: "Bậy nào." Hồ Hải vẫn cười: "Bộ mày rung động khi chúng nó hôn mày sao? Đừng có bịp tao." Hồ Hải bàn cách đưa bố con lão già Lê Văn nhảy vào đống lửa tình. Nàng nói: "Mày xem, hai đứa sẽ sâu xé nhau. Thằng bố chán đời đi uống rượu, thằng con chán đời đi hút thuốc phiện. Vợ nó, mẹ nó chán đời sẽ uống thuốc ngủ hoặc cắm hàng trăm chiếc sừng dê lên đầu thằng già, vui ra phết. Cuộc đời buồn quá, không có gì làm mình vui. Coi chúng nó diễn kịch mới vui nổi." Và vở kịch đã mở màn. Hai kép độc, một đào thương. Đạo diễn là Hồ Hải. Ngay tối hôm sau, lão già Lê Văn đã lò mò dẫn xác đến vũ trường. Lão đến với cái bệnh cúm chưa dứt. Câu đầu tiên lão hỏi tôi: "Em có nhớ anh không?" Dĩ nhiên tôi phải đáp tôi nhớ lão nhiều, và đáp thầm nhớ cả con lão. Lão bảo nhớ tôi kinh khủng, cố lết tới ngắm tôi một tí cho bớt nhớ, rồi lão về. Lão vừa về, Lê Dũng tới. Kép Lê Văn xuất hiện ở màn đầu, kép Lê Dũng màn hai, đào thương tôi ở cả hai màn. Cứ thế mà tiếp tục. Vở kịch dài chưa biết bao giờ mới kéo màn. Lê Dũng muốn đưa tôi ra Vũng Tàu khi vũ trường tan. Tôi rủ Hồ Hải đi theo. Nó bằng lòng. Không có chuyện gì lạ đêm đó ngoài những câu tán tỉnh nhàm tai và hứa hẹn vu vơ. Lê Dũng si tôi thật tình. Lê Văn thì khỏi nói. Vở kịch đã đến màn tàn bạo. Đêm tôi đang du dương bản slow, Lê Dũng tới. Tôi đã dặn nó chỉ nên tới vũ trường khi vãn nhảy, để tôi kịp đuổi Lê Văn về trước. Tôi phịa với nó rằng lão già đang mê mết tôi là ân nhân của tôi. Nó không chịu buông tha tôi. Nếu Lê Dũng thương yêu tôi thật sự, ráng nghe lời tôi sẽ tìm cách thoát khỏi tay lão già. Lê Dũng đã nghe tôi, và lão già Lê Văn cũng đã nghe tôi, bằng lòng về trước giờ tìm đóng cửa. Hồ Hải nói không sai. Bọn đàn ông sẽ gục xuống đôi chân tôi và sẽ chết khốn nạn. Lê Dũng tới vũ trường trái với ý định của tôi, nhưng lại đúng với ý muốn của đạo diễn Hồ Hải. Trong ánh sáng điện mờ của bản nhạc êm dịu mê ly, Lê Dũng vỗ mạnh tay lên vai lão già Lê Văn. Lê Văn vừa quay lại, Lê Dũng đã phóng một trái đấm trúng mặt Lê Văn. Lão già rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống sàn nhảy. Dàn nhạc tiếp tục chơi, vì cảnh này không hiếm hoi gì ở vũ trường. Những cặp đang nhảy dìu nhau về bàn. Lê Dũng đá thêm trên cái xác lão già một phát nữa. Tôi hơi chột dạ, không ngờ Lê Dũng tàn bạo thế. Ông chủ tiệm ngơ ngác một lát. Lê Dũng cười ngạo nghễ: "Tôi bao uống trọn đêm nay để mừng chiến thắng tình yêu." Vũ trường vỗ tay ca ngợi. Lê Dũng ôm chặt tôi, hôn tôi giữa sàn nhảy: "Từ nay châu là của riêng anh." Nhận ra Lê Dũng, chủ tiệm không lo ngại gì,
Ông cho người ra vác ông già Lê Văn lên lầu săn sóc ông già. Chủ tiệm cũng chẳng dạy gì, nói với Lê Dũng rằng nó vừa hạ bố nó, để Lê Dũng say sưa chi tiền. Vũ nữ dốc rượu liên miên và đổ đi liên miên. Mỗi ly rượu đổ đi là có những phần hoa hồng, dại gì không đổ đi. Khách nhảy chuyên uống trà đường, cà phê đá, với dịp nốc rượu, dại gì không nốc dù không biết nốc rượu. Lê Dũng hân hoan chiến thắng của nó. Nó đeo vào ngón tay tôi chiếc nhẫn kim cương. Mừng chiến thắng em nhé. Anh đã bảo sẽ đánh vỡ mặt thằng già mà. Nó sức mấy mà dám độc quyền em. Lê Dũng lại rút chi phiếu. Lần này chơi sang, nó để trắng chỉ ký tên. Ê ông chủ, tính tất cả rồi điền món tiền cần trả vô nhé. Nó đã nổi tiếng phong lưu mã thượng ở Mỹ Lệ. Lần đầu gặp tôi, lần này nó trở thành người hùng của hộp đêm. Có kẻ hót nó, phong tước ông hoàng cho nó. Nửa đêm Lê Dũng đưa tôi về Bình Đinh. Tới cửa phòng nó lại tán tôi như mọi lần. Đêm nay anh ngủ đây với em nhé. Tôi làm bộ giận nó. Anh vừa làm mất mặt em ở vũ trường. Nó ngạc nhiên. Anh chiến đấu giải phóng em mà. Tôi mỉm môi. Đồng ý, đồng ý lắm. Nhưng mai mốt báo chí đăng tải vụ này, rồi lão già kiện cáo, em phải ra tòa làm chứng. Rồi em nổi tiếng và anh sẽ còn chiến đấu vất vả hơn. Nó tự tin. Thì anh sẽ chiến đấu và sẽ chiến thắng nữa. Hai chúng tôi bước vào phòng, khóa trái cửa. Lê Dũng vẽ vời tương lai. Ôi, không còn danh từ nào chua chát đối với tôi hơn là danh từ này. Đã mấy lần tôi đi tìm tương lai đều bị rớt xuống hầm bẫy, nên chán ngán hai tiếng khốn nạn tương lai rồi. Tương lai một cái nhảy càng đáng chán ngán. Tôi mặc kệ Lê Dũng nói, nó đã quên cái biến cố nó vừa gây ra. Tôi chưa biết sẽ phải trả lời Lê Văn thế nào. Giông tố rồi đấy, chắc Hồ Hải vui lắm. Em lấy anh không? Đừng đùa. Anh nói thật đấy. Lấy anh để chết đói à? Thành triệu phú thì có, anh sẽ chớp của ông bô món tiền lớn. Chúng mình dông sang Nam Giang hưởng tuần trăng mật. Sẽ chớp à? Ừ, sẽ chớp mấy hồi. Em sợ cái sẽ của anh sẽ chẳng đi tới đâu. Tưởng anh chớp rồi chứ. Anh có món quà cho em. Nó móc túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mỉm cười. Em thử đoán xem cái gì. Tôi lắc đầu. Chịu. Nó nâng cánh tay tôi lên và hôn hít da thịt tôi. Một chiếc nhẫn kim cương của mẹ anh đấy. Anh thổi chiều nay, bà bô sẽ tiếc ngẩn ngơ. Tôi không thèm mở cái hộp. Lê Dũng vẫn vuốt ve cánh tay để trần của tôi. Đêm nay anh ngủ đây với em nhé. Để đêm khác đi. Tại sao không thể là đêm nay? Vì đêm nay em khó ở. Khó ở? Em có tội. Bị à? Vâng. Đôi mắt ngầu dục vọng của Lê Dũng dịu dịu dần đi. Nó buông tay tôi ra hơi thất vọng. Đêm khác vậy. Giá đêm nay thì tuyệt hơn. Mừng chiến thắng mà. Giữa lúc ấy có tiếng gõ cửa ở phòng tôi. Tôi chột dạ. Lão già Lê Văn có thể ghen đến độ rút súng bắn cả đôi tình nhân không? Lê Dũng hất hàm. Cô bạn em hả? Có lẽ thế. Em ra mở cửa đi. Lê Dũng ngồi quay lưng ra cửa phòng. Nó còn trẻ nên tự tin lắm. Ngứa mắt là nó hành động khỏi cần biết hậu quả. Tự ái là nó tìm cách thỏa mãn ngay. Hồ Hải chỉ gáy nó một câu, nó nhắm mắt hạ tình địch ngay trên sàn nhảy, rồi không cần biết mặt mũi tình địch của mình. Em lo quá. Lo cái gì? Lo lão già trả thù anh. Sức mấy mà nó trả thù. Anh có hàng chục đàn em, toàn là du đảng đầu trâu mặt ngựa. Chúng sẽ sơi tái lão già. Tôi ra mở cửa. Quả đấm vừa xoay, người bên ngoài đẩy mạnh. Hắn hùng hổ lao vô. Thằng nhãi đâu? Lê Dũng ngoảnh mặt. Tao đây. Người lạ mặt rút dao. Tôi ôm mặt hét rụng rời. Khi tôi buông đôi bàn tay khỏi mặt, người lạ mặt đã chuồn êm. Và Lê Dũng im tiếng. Vừa khi đó Hồ Hải và lão già Lê Văn bước vào phòng. Lão già hỏi tôi. Nó đã hiếp em chưa? Chưa. Nó ở đâu? Nó ngồi yên ở ghế. Lão già Lê Văn cười khanh khách. Nó chết rồi. Nó bị đâm thấu phổi rồi. Lão đắc chí. Thằng ôn con nhà ai mà dám qua mặt tao. Hồ Hải nháy tôi. Tôi bắt đầu lo sợ. Án mạng trong phòng mình sẽ lôi thôi lắm đây. Hồ Hải cười rủ rượi. Nàng vỗ vai lão già Lê Văn ca ngợi. Ông Dìa chịu chơi quá. Lão già Lê Văn nhìn tôi âu yếm. Vì em, chỉ vì em hết á. Đêm nay em thưởng chiến công của anh đi nghe cưng.
Tôi bỗng thét lên một tiếng hãi hùng. Không hiểu tại sao nữa, tiếng thét của tôi làm kinh động binh đinh núi trắng. Những phòng ở cùng hành lang mở tung cửa chạy sang phòng tôi. Người ta hay tin có án mạng, vội vàng báo cho quản lý. Ông quản lý báo cho cảnh sát. Binh đinh núi trắng sống động hơn bao giờ. Đèn ở mỗi phòng bật sáng trưng. Khoảnh khắc tin án mạng trong phòng vũ nữ Châu Quân không một ai là không biết. Lão già Lê Văn vẫn thản nhiên. Có lẽ lão tin rằng tiền của lão sẽ bịt kín mồm công lý. Lão trách tôi: "Em ồn ào vô tích sự." Tôi công nhận ồn ào vô tích sự thật. Nhưng dù rất lo sợ, dù muốn bưng bít vụ này, không hiểu tại sao tôi đã thét lớn khủng khiếp thế. Chắc chắn giọng cười mang rợ của Hồ Hải và giọng tán tỉnh của Lê Văn đã làm tôi tởm. Tôi tởm vì biết rõ Lê Văn đã thanh toán tình địch là con trai lão. Để cho đời đỡ buồn, Hồ Hải đã đi quá xa. Để trả thù đời, tôi đã ra tay quá sớm chăng? 15 phút sau, cảnh sát tới. Họ chụp hình quan sát căn phòng tỉ mỉ, rắc thuốc lên chiếc ghế salon, ý chừng để tìm dấu vết hung thủ. Họ làm công việc chuyên môn khá lâu. Lão già Lê Văn ngậm ống vố bình tĩnh vô cùng. Lão không thèm ngó khuôn mặt khốn nạn của nạn nhân. Khi cảnh sát lật mặt Lê Dũng lên ngay ngắn, họ hỏi: "Ai là chủ căn phòng này?" "Tôi." Tôi đáp giọng run run. "Nạn nhân là thân nhân cô à?" "Không." "Cô làm nghề gì?" "Vũ nữ." Cảnh sát đuổi hết những người tò mò ra khỏi phòng tôi. Còn lại có tôi, Hồ Hải và lão già Lê Văn. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn tại chỗ. "Hắn đeo cô à?" "Vâng." "Và bị tình địch ghen giết chết?" Người cảnh sát thẩm vấn nhếch mép cười. "Chuyện giản dị, chỉ khúc mắt chút xíu là thập cổ hung thủ thôi. Cô biết tên gã quê tình này chứ?" "Dạ biết." "Vậy khỏi móc ví hắn coi căn cước, tên hắn là gì?" Hồ Hải thấy tôi bối rối, vội bước cạnh tôi. "Thưa ông, tôi biết rõ vụ này, tôi có thể trình bày được không?" "Được chứ, cô là nhân chứng quan trọng đó. Nào, thử nói chút coi." "Nạn nhân tên là Lê Dũng, con trai ông này." Hồ Hải chỉ tay về chỗ ông già Lê Văn đứng. Ông ta đã nghe rõ Hồ Hải nói. Cái ống vố rơi khỏi hàm răng thường ngậm chặt của ông ta. Nó rớt xuống sàn phòng kêu một tiếng nhỏ. Thuốc trong nồi vẫn cháy. Cảnh sát nhướng mắt về ông già. Ông già chết đứng. Rồi ông ta nhúc nhích tiến đến gần chiếc salon, xem mặt nạn nhân cho rõ. Nhưng ông già ngã khuỵ. Hồ Hải nói: "Tình địch của ông già là cái xác chết này." Cảnh sát hỏi: "Ông ta giết con trai ông ta?" Hồ Hải lắc đầu: "Lão thuê người đâm nhầu con lão. Rắc rối lắm. Ông nên hỏi lão ta. Chúng tôi cho thêm chi tiết." Cảnh sát gật cù: "Vậy mời hai cô về quận." Họ vác ông già Lê Văn theo. Tôi và Hồ Hải ngồi ở quận, khai rõ từng chi tiết tới 4 giờ sáng mới được về. Cảnh sát còn hứa hẹn nhờ vả chúng tôi thêm nhiều nữa. Có một chi tiết quan trọng là tôi và Hồ Hải gây ra vụ dông tố này thì chẳng ai tìm hiểu, kể cả Lê Dũng lẫn Lê Văn. Mà ai dạ gì khai chi tiết này với cảnh sát. Đêm hôm ấy tôi ngủ nhờ phòng Hồ Hải. Phòng tôi bị cảnh sát tạm niêm phong để điều tra. Hồ Hải ranh mãnh: "Sao lúc ấy mày lại hét lớn?" "Tao không hiểu." "Vui đấy chứ nhỉ?" "Coi bộ rắc rối dữ." "Ăn nhầm gì, chưa bao giờ tao vui thế. Ngắm bộ mặt lão già biến đổi rồi ngã gục khi nó đã biết nó đã giết con nó. Tao khoái quá, muốn vỗ tay. Những kẻ làm cho mình khổ sở, khốn nạn, nó đã vui như tao vui lúc đó. Đời là sự vay trả. Cứ đi nghe mấy bài sơ giảng kinh thì lúa mẹ nó cả đời." "Mày tàn nhẫn quá." "Em ơi, tay em đã nhúng chàm rồi. Giờ em sẽ tàn nhẫn hơn, hoặc là em tự tử để hối hận. Mà tao nghĩ mày đâu có dại dột đến nỗi phải tự tử." "Tay tôi đã nhúng chàm rồi." Chương 15. Vụ án mạng trong phòng tôi là một đề tài hấp dẫn cho các nhật báo lá cải. Họ khai thác triệt để vụ án mạng đê tiện này, như họ đã khai thác vụ đánh ghen của vợ ông Trần Thức Thời. Họ phịa ra nhiều chi tiết phát lợm dòng. Có cái tên tôi mà 10 tờ báo viết sai cả 10. Sự sai lầm đó được mệnh danh là điều tra đặc biệt của. Một tờ báo duy nhất loan tin vụ án mạng đúng theo tin tức của cảnh sát là tờ Hy Vọng. Các phái viên săn tôi tưng bừng. Tôi bỗng nổi tiếng hơn bà Ngô Đình Nhu. Dư luận quả quyết tôi đã đưa bố con Lê Văn vào bước đường cùng. Ảnh tôi đăng ngập các nhật báo.
Đó là sự hấp dẫn đối với nhà báo Thanh Triều, Huy, Sơ Josephine, mẹ bề trên, các sơ ở nội trú Hòa Hưng và các bạn nội trú của tôi. Người đến Bình Ninh Núi Trắng tìm tôi trước nhất là Thanh Triều. Tôi từ chối mọi cuộc phỏng vấn của các báo, trừ báo Hy Vọng. Thanh Triều được tôi tiếp với một nhiếp ảnh viên tại phòng tôi. Cảnh sát đã cho phép tôi về sống ở căn phòng xảy ra án mạng, và trước đó là nơi chị Hồng đã tự tử. Vẫn dáng điệu quê mùa, Thanh Triều hỏi tôi: "Chị dành ưu tiên cho nhật báo Hy Vọng một cuộc phỏng vấn nhé." "Sẵn sàng." "Chỗ người nhà xin hỏi chị ngay, tại sao chị lại đi làm gái nhảy và từ bỏ mọi ân huệ cuộc đời định tặng chị?" "Trước tôi đã là gái nhảy. Thái anh lấy tôi ở vũ trường, tán tôi ở cửa phòng này. Anh không biết điều ấy ư? Anh bỏ chuyện người nhà đi nếu muốn có một bài báo đặc sắc." Thanh Triều nhìn tôi, đôi mắt ngập đầy trách móc. Tôi hiểu Thanh Triều trách móc tôi nhiều. Trước hết tôi ra đi không nói với anh ta một lời nào. Báo Hy Vọng đã ngạc nhiên vô cùng. Thanh Triều bảo ông chủ nhiệm giận tôi vì miệt thị lòng tốt của cả tòa soạn nhật báo Hy Vọng. Nghĩ mà thương hại Thanh Triều, tôi luôn luôn thương hại anh ta. Đọc Of Human Bondage của Somers Maugham có đoạn chàng Philip Carey thương hại gã kiểu mẫu của họa sĩ tên là Michel, người Ifanyo. Tôi thấy câu thương hại đó nên tặng Thanh Triều. Gã Michel ôm ấp giấc mộng trở thành những Emily Zola, Victor Hugo, Charles Dickens. Gã đó viết một cuốn tiểu thuyết. Khi đưa chàng Philip Carey coi, chàng này nghĩ thầm: "Tội nghiệp cho những con người tầm thường, cứ muốn đạt tới lý tưởng của nghệ thuật." Thanh Triều là một thứ người ghê gớm, nói theo giọng Somers Maugham. Nhưng có lẽ anh ta đã bằng lòng làm một hạng nghệ sĩ hạng nhì. Thanh Triều hỏi tôi: "Cháu ngoan chứ, thưa chị?" Tôi hơi lạ lùng: "Anh không phỏng vấn cho báo nữa à?" Thanh Triều đáp: "Tôi sẽ lọc dần những câu cho báo, những câu cho tôi." Tôi rút thuốc cun mồi lửa hút. Người phóng viên nhiếp ảnh thua ngay vào ống kính một kiểu độc đáo. Tôi bất bình: "Bây giờ chắc khỏi cần chụp ảnh nữa, ông nhà báo nhỉ?" Thanh Triều quá kém thông minh, anh ta không hiểu nổi ý tôi muốn nói gì. Chả thế anh ta lại nặng nề: "Chị làm ơn để anh bạn tôi chụp vài kiểu thật là..." Tôi nhả khói thuốc: "Để làm gì?" Thanh Triều trả lời: "Để đăng báo." Tôi nhún vai: "Để làm gì?" Thanh Triều lại nhìn tôi: "Để chị nổi tiếng." Tôi biết Thanh Triều mỉa mai tôi. Tôi nhếch mép cười: "Tôi nổi tiếng rồi. Khỏi cần vài bài báo đăng trên các báo của anh. Ta chấm dứt cuộc phỏng vấn. Anh Thanh Triều cảm phiền nhé." Thanh Triều cảm thấy bị hắt hủi đứng dậy, lững thững bước ra khỏi phòng, quên cả chào tôi. Tôi tàn nhẫn quá, gọi anh ta. Anh ấy quay lại, tôi vẫy tay mời anh ta. Thanh Triều ngoan ngoãn trở lại phòng tôi. Người phóng viên nhiếp ảnh đứng ngoài hành lang. Tôi nói: "Lúc nãy tôi có ý đuổi anh chàng nhiếp ảnh ra." Thanh Triều chớp mắt: "Tôi tối dạ quá, không hiểu đấy." Nghe Thanh Triều thành thật nói vậy, càng thương hại anh ta. "Tôi có nhiều chuyện muốn nói riêng với anh." "Bây giờ hả chị?" "Bao giờ cũng được." "Chiều nay tôi mời chị đi dùng cơm được không?" "Được, tôi nhận lời." "À, nếu anh muốn viết về tôi, anh cần nhấn mạnh rằng tôi là em ruột vũ nữ Thu Hồng, bị vợ ông Trần Thức Thời tạt axit hủy diệt nhan sắc và cuộc đời. Tôi bắt đầu trả thù cho chị tôi, anh nhớ chứ?" Thanh Triều tròn xoe đôi mắt: "Thật vậy ư?" Tôi không nói thêm một lời nào chung quanh vụ án mạng nữa, để Thanh Triều hết thắc mắc cái ý nghĩ táo bạo của tôi. Thế là thoát nạn phỏng vấn. Gặp việc gì động trời mới thấy ghét bọn nhà báo. Đó là bọn đĩa đói, bọn mất dạy không nề hà bất cứ một trở ngại gì để soi bói vào đời tư của kẻ bị phỏng vấn. Người bị phỏng vấn ví như đống vỏ dứa, và bọn nhà báo là lũ nhặng. Đánh hơi được một đề tài hấp dẫn, lũ nhặn bu kín đuổi không bay. Tôi ghét họ mà vẫn sợ họ. Nhà báo nhiều phép phù thủy, chỉ cần uốn cong ngòi bút một chút xíu, danh dự của ta có thể bị mòn vẹt hay sáng chói hơn. Nhà báo Thanh Triều của tôi cũng có cái khôn vặt của anh nhà báo, nhưng còn nhà quê nhiều. Thái anh ghét nghề viết báo nên chàng mới quan niệm viết báo bằng tay trái, viết văn bằng tay phải. Hồi còn sống và hồi tình yêu đang còn thấm thiết, Thái anh hay kể cho tôi nghe cái nhục và những thủ đoạn của những người làm báo. Thái anh luôn miệng phàn nàn những thủ đoạn làm tiền vặt của một số ký giả chạy ngoài.
vì những thủ đoạn hèn hạ đê tiện mà báo chí ở xứ mình bị miệt thị. Dư luận nhận xét những người làm báo qua những thủ đoạn làm tiền vặt. Đấy là nỗi đau xót của những người làm báo chân chính. Thành thử Thái Anh cứ ao ước một ngày nào đó văn nuôi nổi đời sống chàng. Chàng sẽ giả từ báo, giả từ đầy tiếc nhớ, vì báo cung cấp chất liệu sáng tác cho văn. Làm báo được đi nhiều, phải quan sát tường tận, có lợi cho sự sáng tác vô cùng. Hình như Thanh Triệu muốn tâm sự gì với tôi mà ngần ngại. Tôi phá tan sự ngần ngại của anh ta. Bao giờ anh lấy vợ đây? Thanh Triệu ngó tôi hơi xấu hổ. Tôi đang định hỏi chị câu ấy. Tôi cười. Chết chưa, sao lại hỏi tôi? Thanh Triệu không còn là nhà báo nữa. Lúc này anh chỉ là một gã đàn ông, một gã con trai nhút nhát trong thơ tình của Vũ Hoàng Chương. Nét thon mềm run rẩy, gắn đưa nhanh, lòng tự thú giữa khi tim trốn nấp. Anh ta thở dài. À, tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi nghĩ chị là chỗ thân tình. Tôi đùa. Nếu anh muốn đeo đuổi sự nghiệp văn chương, tôi khuyên anh không nên lấy vợ. Thanh Triều đã bớt bẽn lẽn. Nhà văn phải sống cô độc à? Chứ sao, sống cô độc và sáng tác trong cô đơn thì mới nổi tiếng. Tôi hết hy vọng nổi tiếng rồi. Một nhà văn lão thành danh vọng lẫy lừng mới đọc cuốn truyện của tôi và bảo tôi rằng tôi nên chọn nghề khác. Tôi trót viết lách đành chọn nghề viết báo vậy. Có một cái gì thật xót xa, thật chua chát rơi vào lòng tôi. Tôi không thể ngờ Thanh Triều dám tâm sự với lời đau đớn thế. Cái ý nghĩ mỉa mai, gớm ghiếc tài viết văn của Thanh Triều bỗng dưng chạy trốn khỏi tôi và thay bằng một sự thương xót, một sự cảm phục. Ai đã dám nhìn nhận mình bất tài? Ai đã biết con đường mình đeo đuổi không bao giờ nhường chỗ cho mình đi? Chỉ có mỗi Thanh Triều. Tôi đâm ra mến con người văn nghệ nhỏ nhoi này quá. Tôi chớp mắt khuyến khích anh ta. Anh cố gắng nữa xem sao. Văn chương không thể cố gắng được. Tôi tưởng thiên tài là sự kiên nhẫn không ngừng mà. Nước chảy đá mòn, điều này đúng. Nhưng văn chương không có biệt tài. Dẫu kiên nhẫn cũng chẳng đạt được ý mình mong muốn. Tôi lại không thích làm văn sĩ hạng soạn. Sự cố gắng của một nhà văn là đọc đi và suy nghĩ. Chỉ đọc đi và suy nghĩ rồi viết mà trở thành văn hào thì đời này có biết bao văn hào. Chỉ còn mỗi cách. Cách gì đấy anh? Một phép lạ. Anh cho tôi biết phép lạ ấy được không? Chắc không. Sao vậy? Phép lạ nói ra nó biến mất. Thanh Triều lảng sang chuyện khác. Thưa chị, dạo này chị mạnh giỏi chứ? Tôi nhún vai. Tôi đang gặp rắc rối, anh biết đấy. Thanh Triều đần mặt ra một lát rồi hỏi. Chắc chị ghét những người viết văn lắm nhỉ? Tôi rút điếu thuốc cùn. Không, tôi kính trọng những người viết văn như anh. Thanh Triều có vẻ cảm động. Anh ta nói. Chị quá khen, chỉ tiếc tôi đã giải nghệ. Tôi nhả khói thuốc. Bây giờ người ta đưa nhau đi làm văn nghệ, người nào cũng nhận mình là thiên tài. Chỉ có anh là không nhận mình là thiên tài thôi. Tôi quý anh vì thế. Thanh Triều chán nản. Bây giờ tôi chỉ là một phái viên tầm thường. Tôi an ủi Thanh Triều. Lại an ủi chứ còn biết làm gì hơn. Thái Anh hay nói với tôi rằng người tầm thường mới làm nổi những việc phi thường. Dạo sống với Thái Anh tôi được học nhiều. Tôi đã đọc cuốn Kinh nghiệm đời văn của văn hào Eskiner Caldwell do ông Trần Phong giao dịch từ cuốn College Experience sang Việt văn. Tôi thấy cái đời văn hào của Caldwell cũng có một thời kỳ dài tập nghề. Thời kỳ này chẳng lấy gì làm huy hoàng cả. Thế rồi Caldwell trở thành văn hào. Ông ta xác nhận nghề văn như bất cứ một nghề nào. Phải học nghề rồi mới thành nghề được. Anh đã học nghề chưa? Tôi có cảm tưởng các nhà văn Việt Nam sợ hai tiếng tập nghề lắm thì phải. Caldwell khuyên những người viết văn trẻ rằng cứ gửi chuyện tới khắp các báo, đừng có nản lòng. Gửi hoài cho đến khi có một tạp chí giá trị chịu đăng chuyện của mình là mình biết được mình có nên theo đuổi nghề văn không. Anh đã làm thế chưa? Hay các anh quen nhau, các anh lăng xê nhau, các anh thương nhau đăng bài cho nhau để kẻ được thương hại ấy tưởng mình là văn sĩ rồi. Tôi nói một hơi dài. Lâu rồi từ ngày Thái Anh chết tôi mới được nói chuyện văn chương với một người thích văn chương. Thanh Triều nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lùng. Anh ta buột miệng. Chị tuyệt vời quá. Rồi dường như sợ tôi hiểu lầm, anh vội nói thêm.
Chị biết cả những điều mà đáng lẽ tôi phải biết. Anh ta nhăn nhó. Trời ơi, anh thấy anh đã quá ngu sủng. Thanh Triều đưa hai bàn tay úp vào mặt. Khi anh ta buông tay ra, tôi thấy có hai giọt lệ ở hai đuôi con mắt anh. Chị sẽ đuổi tôi khỏi phòng chị. Chị sẽ chửi rủa tôi. Mặc kệ, tôi phải hỏi chị để bớt ẩn ức. Chị chiều tôi nhé. Vâng, anh cứ hỏi đi. Tại sao chị lại nỡ gửi đời chị ở vũ trường? Tôi dập tắt điếu thuốc. Tâm hồn tôi xốn xang lạ lùng. Thanh Triều ở trước mặt tôi không có gì đểu cán đáng xúc vào thùng rác cả. Đàn ông đấy vẫn hấp dẫn vô cùng. Tôi thở dài. Tại cuộc đời anh à. Giá tôi trả lời tại bọn đàn ông chó đẻ, sở khanh lưu manh mới đúng. Nhưng Thanh Triều làm tôi hết tàn nhẫn. Tôi không yêu anh ta, dĩ nhiên rồi. Tôi cũng chẳng có gì cần gũi anh ta, ngoài những bữa cơm anh đã cùng vợ chồng tôi ăn uống vui vẻ. Thế mà Thanh Triều gây nổi một sự bối rối nhỏ trong đầu óc tôi. Hay tôi yêu anh ta? Không, không bao giờ tôi yêu ai nữa. Yêu đã khổ thì yêu làm gì? Trả thù mọi nỗi khổ của đời mình có lẽ vui hơn. Thí dụ như nhìn tận mắt cơn giông tố cuốn tình cha con lão già Lê Văn. Thê thảm đốn mạc thật, bất nhân thật đấy. Song những kẻ dìu tôi vào cảnh thê thảm đốn mạc có thèm nghĩ vậy đâu. Thì tôi nghĩ làm gì nhỉ? Coi như chị đã qua sông đắm đò. Cái triết lý sống không hiện sinh mà hiện sinh này đã khiến tôi thoải mái vùng vẫy. Bất kể cuộc đời sẽ đưa mình đến bờ nào, ai ngờ được một chút sao xuyến nhỏ cũng làm mình suy nghĩ lại. Thanh Triều vừa ném một mảnh sành xuống mặt hồ rộng rãi. Mảnh sành đã gây nên một gợn sóng nhỏ. Giữa cái lúc tôi đang đứng bên đây sợi tóc thì Hồ Hải đập cửa thình thình. Nàng xuất hiện, cô quỷ Sa Tăng xuất hiện. Nàng trề môi, đôi môi nhảy son. Nhà báo hả? Nhà báo đấy. Thanh Triều đứng dậy. Tôi giới thiệu hai người với nhau. Hồ Hải cai cú nói. Nhà báo mà viếng thăm thế nào cũng có chuyện bực mình mất ngủ. Thanh Triều nhũng nhặn. Tôi mới học nghề cô à. Hồ Hải sách mé. Ông này viết cho báo nào? Tôi trả lời thay cho Thanh Triều. Bạn tôi viết ở báo Hy Vọng. Hồ Hải đớp chát. May quá, giá ông này viết ở báo Con Vịt, ông sẽ biết tay tôi. Hồ Hải mỉa tôi. Mày quen nhiều nhà văn nhà báo thế, lại sắp lặng lẽ ra đi, rồi hai năm sau khăn gói quả mướp trở về như lần trước hả? Lần sau mày về, tin tao đi, mày sẽ mỏm như trái cam vắt hết nước, châu cua nạ. Thanh Triều có vẻ khó chịu, tôi phân trần. Chị Hồ Hải trước đây bị một ông nghệ sĩ lừa gạt ái tình. Chị đâm ra miệt thị nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo. Tôi vội vàng hòa giải. Tên bạn tao là Thanh Triều, mày ráng nhớ đi. Anh Thanh Triều không phải là kẻ ghét bỏ gái nhảy. Anh tới đây để bênh vực tao. Hồ Hải tươi nét mặt. Thật à, anh Thanh Triều? Vâng. Các báo đang súng lại cấu xé châu Quân. Báo Hy Vọng thì không. Thanh Triều nói. Cô Hải vơ đũa cả nắm rồi đấy. Giọng nói nhã nhặn của Thanh Triều khiến Hồ Hải dẹp cơn phẫn nộ chua chát. Nàng mỉm cười. Có thể lắm. Nè, ông nhà báo Hy Vọng, tại sao nhà văn nhà báo thích hút thuốc phiện vậy? Tôi không hút. Mừng cho ông nhà báo. Tôi chẳng hiểu sao bọn nhà văn nhà báo hút thuốc phiện thì được, mà gái nhảy phá hại hạnh phúc của người khác, các ông lại quay mồm ra kết án. Tôi không muốn kéo dài câu chuyện tay ba, sợ Hồ Hải có thể làm Thanh Triều mất lòng. Tôi nói. Chiều nay tụi này đi ăn ở Trung Nam, mày đi cho vui không? Hồ Hải đáp. Tao có hẹn, để khi khác. Mà 3 giờ tụi mình phải ra quận. Hồ Hải cười đắc chí. Lão già Lê Văn bị nhốt rồi. Mày thấy chưa, đời đẹp biết mấy khi ta gặp cảnh bố giết con gì ta. Thanh Triều im lặng. Hồ Hải vuốt mái tóc lòa xòa trước trán. Anh Thanh Triều thừa đề tài viết văn nhé. Tôi đã đọc giông tố của Vũ Trọng Phụng. Vụ án này ly kỳ hơn giông tố phải không anh? Thanh Triều xã giao. Tôi chưa đọc giông tố. Hồ Hải quyết tiếng sáo dài. Trời ơi, anh chưa đọc cuốn sách lẫy lừng đó sao? Bọn gái nhảy thích đọc chuyện nham nhở lắm. Thanh Triều liếm mép. Tôi chưa đọc thật. Không hiểu sao giới văn nghệ lại sản sinh ra một anh nhà quê như Thanh Triều. Anh ta ngây thơ hơn con nít. Anh ta thành thật một cách đáng tội nghiệp. Thanh Triều đóng kịch chăng? Giang hồ rất kỹ giang hồ. Tay chơi không cảm tay chơi.
bọn cái nhảy biết mơ mộng, chẳng bao giờ tính chuyện hạnh phúc với dân đàn điếm, mà ao ước lấy một anh chồng hiền lành nếu thích làm lại cuộc đời. Thanh Triều hiểu vậy để khai thác những mẫu tâm sự của cái nhảy chăng? Tại sao không nhỉ? Bọn đàn ông đều giống nhau, ta nên đề phòng để khỏi bị đau khổ thêm. Hồ Hải đứng lên. Tao về nghỉ, nhớ 3 giờ gọi tao ra quận đấy. Hồ Hải chìa tay bắt tay Thanh Triều. Hẹn nhà báo dịp khác. Thanh Triều lịch sự đưa Hồ Hải ra tận cửa. Hai người nói nhỏ với nhau vài lời. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy nét mặt Hồ Hải rạng rỡ. Sau đó Thanh Triều cũng cứu tôi về tòa soạn viết bài. Thanh Triều về căn phòng tôi hoang vắng. Nó vẫn hoang vắng, nhưng lúc này tôi mới cảm được sự hoang vắng đánh đai lấy tôi. Tôi hút thuốc liên miên, chẳng ấm lòng chút nào. Tôi đứng dậy sửa soạn son phấn, mặc quần áo xuống Tân Định thăm cháu nhỏ. Buổi chiều tôi ra quận cảnh sát bổ túc thêm những lời khai, rồi chờ ngày hầu tòa. Chương 16. Mọi chuyện to tát đến đâu cũng yên dần. Tôi nổi tiếng khắp các vũ trường. Thanh Triều thỉnh thoảng lại thăm tôi. Anh ta không có gì để nói hơn là cái thắc mắc cũ rích. Tại sao chị lại có thể gửi đời chị ở vũ trường? Hồ Hải đã đi ăn cơm riêng với Thanh Triều. Hai người còn đi coi chớp bóng và đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Hình như Hồ Hải đã cảm Thanh Triều. Tuy ngoài miệng, nàng vẫn chê Thanh Triều nhà quê. Tôi rất mừng nếu Hồ Hải lại có thể yêu đương say đắm. Nàng yêu đương, nàng sẽ quên hận thù đàn ông, cuộc đời. Và chắc rằng nàng sẽ trẻ trung mãi mãi. Tự nhiên tôi có ý muốn lạ đời đó. Tôi là đứa bất nhất. Nay thế này, mai thế khác. Thằng con lão bộ trưởng L dạo này bám sát tôi, không vì chuyện tôi dính líu vào vụ án mạng, mà lũ con trai mới lớn gớm ghiếc tôi. Trái lại quen được tôi, thân tôi là điều vinh dự cho chúng nó. Hồ Hải từ khi quen Thanh Triều lơ là tôi. Nàng ít sang phòng tôi trút nỗi hận sầu bằng những lời lẽ tàn nhẫn cay cú. Tôi có cảm tưởng như tôi đã yêu Thanh Triều và Hồ Hải cướp Thanh Triều của tôi. Điều này thoạt đầu đã khiến tôi cười rũ rượi, nhưng dần dần sự khôi hài lố bịch biến thành cái mũi kim đâm vào trái tim tôi. Được rồi, để Hồ Hải yêu Thanh Triều, rồi khi nó trở lại vũ trường như tôi trở lại vũ trường sau ngót 2 năm ân ái với Thái Anh, tôi sẽ sỉ nhục nó. Sự dọa nạt âm thầm đó chẳng làm tôi yên lòng. Tôi vẫn buồn kinh khủng. Phải làm gì cho đỡ buồn chứ? Chiều nay đang muốn đi ăn chả giò thì thằng Tony Phước dẫn sát tới. Tôi ngỏ ý muốn cho nó biết. Nó hùng hục lái xe đi mua chả giò về. Tony Phước là con trai út của lão bộ trưởng L, con cầu tự nên nó được nuông chiều hết sức. Nó đã từng lái xe của bố nó chạy văng mạng giữa Sài Gòn để đuổi bắt địch thủ. Cảnh sát phóng mô tô chặn nó. Nó thắng xe đẩy cửa bước ra đánh nhau với cảnh sát. Nó rút súng lục bắn què người cảnh sát công lộ. Cảnh sát huy động một lực lượng thợp cổ nó về bót. Nó chửi bới sùm. Ông chi trưởng một cái bót ngắn tát nó 2 cái. Khi biết nó là con ông bộ trưởng L rất được ông tổng thống yêu mến, ông chi trưởng đã xanh mặt xin lỗi nó hết lời. Nhưng ông ta vẫn bị đổi xuống Cà Mau. Nhờ vụ này, Tony Phước nổi tiếng là dân chì. Bọn du đảng nhà giàu kết thân nó che chở hết, pháp luật đành làm ngơ. Tony Phước bày chả giò lên bàn tôi. Em hài lòng chưa? Rồi cưng ơi, đêm nay đi Đà Lạt chơi nhé. Về ngay à? Ở clip 1 tuần, anh có cái villa trên đó. Không được. Có cái gì ngăn cản em? Thằng George tạo nó sẽ giết em. Tony Phước móc khẩu súng lục vất lên bàn, ngổn ngang chả giò và rau sống. Cái này sẽ làm thằng chó đẻ rót tạo nát ốc. Anh dám ăn thua đủ với con của phó tổng thống à? Bố nó anh còn không ngán nữa là nó. Tôi xùy Tony Phước. Nó cũng hẹn đêm nay mời em đi Đà Lạt. Tony Phước chộp lấy khẩu súng. Em muốn coi anh bắn nó không? Tôi mỉm cười. Anh nói cho khoái miệng hay định làm thật đấy? Tony Phước đã nhét khẩu súng nhỏ vào túi quần. Để em coi, anh sẽ bước qua xác của thằng George tạo. Tôi nhún vai. Bước qua sát nó rồi anh vào ấp Chí Hoa à? Sức mấy? Nó tươi tỉnh mời tôi. Em dùng chả giò đi, chả nó nguội hết. Tôi chợt nhớ điều đó và ăn ngấu nghiến những chiếc chả giò còn nóng hổi. Tony Phước ngồi hút thuốc lá. Nó ngó tôi chầm chầm. Tôi biết nó thèm muốn tôi. Nó thích chiếm độc quyền tôi bằng bất cứ giá nào. Huy đã gặp tôi,
Tôi kể hết cho Huy nghe những chuyện xảy ra từ khi nó thoát ly gia đình. Nó không đầy nghiến tôi. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt sạm nắng gió đời của nó nhễ nhại nước mắt. Chúng tôi thương mẹ nên coi tất cả chỉ là một tai nạn mà tôi vô phúc bị hứng chịu. Huy không có ý kiến gì về nghề nghiệp của tôi. Nó hứa nếu nay mai lập gia đình, nó sẽ đưa con tôi về sống chung với vợ chồng nó, nuôi nấng con tôi nên người. Thành ra cái sự dạng dày của tôi chẳng còn sợ áy náy khi nghĩ đến em trai tôi. Huy chấp nhận cuộc sống của tôi. Nó an ủi tôi rằng không ai muốn ta ngã, nhưng cuộc đời nó dồn mình xuống vực thẳm xa ngã thì mình đành chịu. Tôi giấu Huy ý định trả thù bọn đàn ông, trả thù cuộc đời. Huy không khuyên tôi thêm một lời nào nữa. Tôi cho tiền nó nhận ngay. Và tôi đã cho nó thừa tiền mua chiếc xe thể thao Jaguar. Tôi sung sướng vô cùng mỗi lần Huy lái nhân tình của nó tới bên đỉnh núi trắng thăm tôi. Hai đứa không mặc cảm gì cả. Dù nhân tình của Huy là con nhà lành, nó vẫn thẳng thắn giới thiệu với vợ sắp cưới của nó, người chị ruột làm gái nhảy. Hết tập 5. Còn tiếp.